cả nhà YouTube. Hello Leo. Howdy. Xin chào Leo. Hi, buckaroos. How are you today? Skinwalker, it's a beautiful day. Feeling okay. Beautiful day, okay. Beautiful and why okay. It's a beautiful day. Ok, chào cả nhà YouTube. Hôm nay mình với lại Leo thứ bảy ở Mỹ rồi. Ngày mai là ngày lễ độc lập July 4. Nhưng mà tụi mình có kế hoạch đi đi Virginia, nhưng mà Leo hủy à. Nên là tụi mình đi hái rau muống và giao rau muống cho các cô chú anh chị vòng vòng. Và ngày hôm qua thì mình có đi mua được cái nón lá à, mọi người. Nếu mà ai mà coi video của mình á thì có khá nhiều người ở Mỹ mà không ở khu Việt Nam á, mà rất là thích cái nón lá kiểu vậy. Hồi trước khi mà mình mới qua, mình cũng vô cái tiệm đó mua, nhưng mà mình không có nhớ tên tiệm. Bây giờ mình nhớ đường mình đi lại á, thì mình biết cái này đó là Party City, right? Party City. Party City. Oh, những cái tiệm cửa hàng này nó cũng phổ biến ở Mỹ nha mọi người. Nên là ai mà thích cần nón lá thì đi vô đó mua. Thì bữa mình đi ra rau muống cho cái gì kia chỉ hay cho mình đồ ăn đồ lắm, cái xong rồi gì cũng mua rau muống rồi mình giao rau muống cho gì á, gì hỏi mình đội nón lá thấy dễ thương quá, em gì nói con muốn đâu mua cho gì đi, gì ở lâu ở đây rồi gì không biết là ai có bán không. Thì cái nón lá này nó có 10 đồng thôi mọi người, cũng rẻ chứ không có nhiều hết trơn á. Thì nên là hôm nay là dì dặn ăn rau muống nữa, nên là mình đi mua được cái nón lá và giao cho dì luôn á. Nên là chia sẻ với mọi người, ai mà ở Mỹ mà ở khu vực mà không có nhiều người Việt Nam á, mà cần có một cái nón lá để đeo á, thì vô cái Party City, trong đó nó có nhiều lắm, mà mình nó cũng để là nón lá Việt Nam luôn đó, mình vô đó mình mua ha mọi người. Wow, đây là cảnh từ nhà mình đi qua nhà vườn của chú Lưu và dì Sưng để lấy rau muống. Trời ơi, chú với dì thức dậy sớm để hái sớm nó mát. Mà nhiều khi thì mình muốn đi để mà dòm chú với dì hái rau muống, mày đặt trễ quá thì dì la, dì nói trắng ra quá. Nên là bây giờ ở Mỹ giờ mới có 8 giờ rưỡi sáng à mọi người, nên tranh thủ đi qua lấy rồi giao cho mấy dì vòng vòng luôn, mấy chị đồ. Nói chung thì nếu mà mình không muốn đi chơi thì mình đi lấy rau muống, mình đi giao rau muống mùa hè mình được đi đây đi đó, mình rất là thích. Nên rủ cả nhà đi cho vui ha. Cảnh nó khá là đẹp. Đi thôi để tới vườn rau muống. Thì từ khu mình ở băng qua cái đường cao tốc này là đến nhà dì đó chắc cũng khoảng 20 phút là tới cái vườn rau của dì. Nó cũng không có xa lắm. 20 phút là quá gần rồi mọi người ơi. Tại vì đi xe hơi nên là cái vận tốc nó cao lắm. Đi nửa tiếng, 20 phút hay thậm chí 1 tiếng là cũng đã thấy gần rồi. Thấy bình thường. Người ta cảm thấy xa là chỉ khi là 6 tiếng trở lên mới xa. Đó. Khu vực mình vòng vòng ở thì ra DC giá nó khá là gần, chỉ 40-45 phút thôi. Giờ tụi mình, mọi người thấy cái đường đẹp ghê. So, not the traffic a lot, Leo. Not necessarily. Ờ, mà nói là sao không có kẹt xe gì hết trơn, là Leo nói là tại vì nó sớm quá. Nhìn cảnh mùa hè là thấy tích cực kỳ mọi người. Ước gì Mỹ không có mùa hè. Qua những tiểu bang nóng thì sẽ không có mùa hè, nên là những người mà không chịu lạnh được thì có những tiểu bang qua bên đó là sẽ không có mùa hè. Nhưng mà mình qua đâu cái mình quen đó mọi người, ở cái từ từ cũng quen. Thôi bây giờ tới vườn rau rồi mọi người, chắc chú đợi mình. There's somebody else getting. Chú hái sớm chứ hả? Vậy hả? Bỏ chưa? Giờ chú chuẩn bị đi hả? Ok. Sáng dậy sớm chứ vậy chú? Ôi nó chói nắng quá. Rồi rau muống nè mọi người ơi. Đang bẻ chưa? Dì bẻ xong hết chưa? Ở giường của dì. cứ lại là phái cái giường à. Ồ, dì hái gần hết rồi. Còn bên kia nữa kìa. Wow.
Nói chung là cái giường ở này trên tiệm, còn cái giường dưới nhà nữa. Xe này của chú nhìn dễ thương quá ha. Xong chưa? Của bảo rồi hả? Nói người ta là không có thuốc bảo quản, không có. Dạ, cái này không có thuốc bảo quản và trồng rất là tự nhiên. Nước nhiều. Dạ, nước tốt. Bằng nước mưa nữa, chú trồng rất là cực công. Mà mấy bữa cho số điện thoại có ai ghẹo chú không biết, chú là làng, chú hung dữ lắm á, đừng ghẹo chú. Có gì đâu. Vậy của một đồng mà công tới một đống đồng, mọi người ơi, ăn được cái rau muống ngon là nó rất là chất lượng luôn á. Quá đã luôn. Giờ nhiệm vụ ở nhà chú phải đi bỏ rau muống đó hả? Ừ, đi bỏ mối mấy năm trước rồi. Dạ. Mấy tiệm rau đó. Dạ. Cái thuốc mà chú đưa đó uống khá tốt nha. Chứ sao? Nay con đi vô tiệm tiệm tàu Ray World đó chú, nó bán có 10 đồng 99 à. Đưa mình rẻ dữ vậy. Rẻ hơn bà Maxi rồi, bởi vì nếu mà ai mà có nhu cầu uống thì Ray ngon rồi. Đỡ hết mấy đồng. Bán 14 đồng. 15 đồng. Dạ. Thì nhờ chú lưu chỉ nên là mua được thuốc cho Leo uống đó, nó đỡ đau tai. Tao uống 20 mấy năm nay rồi. Dạ, chú nói chú rất là, hồi đó là ginh tay dở tay không nổi luôn, mà bây giờ chú chỉ là cái thuốc đó là nó kêu là thuốc đầu bò đó. Thật sự mấy bữa cho Leo nhà uống ba cái thuốc thuốc cây đó, gọi bác sĩ hoài có hết đâu, nó cứ sưng sưng hoài, mà giờ ổng uống nó bớt và nó không có đỏ đỏ cái vùng bị sưng nữa chú. Dính máu. Dạ. Đây rau muống của nhà em đây, em đi giao hết mớ này về mới được ăn cơm nha mọi người. Dạ. Xin mời một đồng. Ở kệ vòng vòng nhà chứ ơi, đi cho nhà, vui. Nhà thì nhà nhà với bấm lột. Sáng dậy sớm vậy hả chú, mấy giờ dậy rồi? Tao lúc nào 5-6 giờ vậy. Trời ơi, dậy sớm mà cố luôn. Tại con đi hái rau muống chứ không nha. Đây là chỗ cái tiệm con gái của chú. Còn dưới nhà cũng có một cái giường nữa mọi người. Đó. Nhìn rau muống không phái lắm mọi người ơi, nó rất là ngon. Giờ chú đi giao luôn, có khoảng mấy giờ mới hết? Mấy giờ là xong? Chạy đây vòng về dưới nhà 4-5 tiệm leo tết đêm. Vậy hả? Họ gọi trước rồi hả? Không gọi. Mà đi hỏi hả? Đến đó ai mua thì bán, mua thì mang về. Ờ, giỏi vậy ha. Ta thiếu gì chỗ bán. Dạ. Nhờ đi chủ yếu là vui với chú kêu xin một đồng tiếp. Giờ lấy rau muống xong rồi mọi người, mình với lại Leo đi giao rau muống nha. Nói chung là đi cho vui. Nhiều khi ăn quen rồi họ biết họ. Thôi rồi. Trời mát mẻ, đi sớm tranh thủ. Đường ở ngoài khá đẹp. Alo. Alo. Dạ chú Hải hả? Dạ đúng rồi. Dì Vân có nhà không ạ? À, dì Vân đã khoảng 30 phút nữa thì mới có mặt, dì bây giờ đang đi bộ. Không, nhưng mà bây giờ con lại con giao con muốn cho dì, con để trước cửa cho dì nha. Ok, ok, okay. Dạ, dạ. Okay. Thì khi mình lại lấy rau muống, mình cũng cảm ơn chú Lưu với lại dì Xuân á. Là I thought about your gout. Là chú cho mình chỉ chú uống cái hộp thuốc đầu bò đó là cũng hơn mười mấy năm rồi mọi người. Rồi lớn tuổi chú với dì ai cũng bị đau xưa, mà dì nói cái khớp chân của dì là nó cụp luôn á, dở không nổi. Chú thì cái tay dở không lên, nhưng mà dùng cái đầu bò đó nó là thuốc bắc chứ không phải thuốc nam, và uống tới giờ á là chú rất là khỏe và đi được tuy tuổi già thôi nhưng mà không có nhức nhiều. Nên là chú chỉ cho mình khi mình nói mình muốn tìm cái nào để mà cho Leo, tại vì Leo bị gao á mọi người, cái tay này nè nó bị sưng lên. Và cái chân á, nhiều khi ngay cái góc của cái chân nó cũng bị sưng luôn đó. Mà anh bị đau mà anh gọi cho bác sĩ hoài luôn.
và bác sĩ đưa thuốc thì uống nó không có hết, mà nó cứ sưng sưng đỏ vậy nè mọi người. Rồi xong rồi mình mới hỏi chú, thì chú chỉ cho mình đó, thì mình lại cái tiệm gần khu vực siêu rồi riêng là kiểu mắc siêu gì của cô đó đó, bán 15 đồng một hũ, mình mua về cho leo. Thì lúc đầu là trong hộp là nó chỉ ba, một ngày uống hai lần, mà mỗi lần chỉ ba viên thôi. Còn chú nói mà nếu mà mình nhức nhiều quá thì mình cứ uống nhiều vô đi, không có sao hết. À, mình uống nhiều cỡ năm, một lần 5 viên, một ngày 10 viên luôn cũng được. Còn khi mà nó lại bình thường thì mình sẽ uống ít hơn, giảm dần lại. À, mấy ngày đầu mình cho leo uống ngày 10 viên luôn mọi người, và leo cảm thấy bớt và tay nó không sưng nữa, là tại vì mình nhìn thấy nó gõ luôn. Nên là nhiều người thì nói là mình phải đi bác sĩ, nhưng mà những cái của bác sĩ người ta cho thuốc leo gọi điện thoại rồi lấy thuốc gì uống, nhưng mà nó cảm giác nó không hết, cứ bị lạnh leo uống là nó sẽ bị cái tay nó vẫn đau và ghen hoài à. Nên là nhờ chú chỉ nên là mua được cái thuốc đầu bò đó mọi người. Chú nói nó có hai loại, một loại mình mua để loại trong hũ, và chú cũng có cái loại trong dĩ nữa. Nên là nếu mà ai mà, để cho mọi người coi cái hình ha, thì mình vẫn còn lú đây, ở lú đây ha, là mình cất đi trong kia ở bên mình đây. Nó kêu là thuốc phong thấp nè mọi người, đó, ngược camera không biết mọi người nhìn thấy được không đó, cái hiệu gì, cái này là cái dạng dĩ. Thì nếu mà chia sẻ cho mọi người, nếu mà mọi người cảm thấy nó kêu là phong thấp tri phong thấu cốt hoàng, còn gì kêu gì nó là đầu bò, hồi xưa cái hộp nó có cái đầu bò trên đó. Nếu mà ai bị đau nhức khớp, xương khớp đồ này kia nọ, có dấu hiệu gì bị đau nhức á, thì mua xài thử rồi mọi người, tại vì mình thấy leo xài tốt, và chú Lưu với dì Xuân đã xài trên mười mấy năm rồi và họ vẫn bình thường gâu leo. Nên là muốn chia sẻ với lại mọi người trong cái quá trình mà mình đi giao rau muống luôn nha mọi người. À bây giờ đi giao rau muống, đi vòng vòng giao rau muống rất là vui thật sự á, tiền nó không có nhiều nhưng mà mình biết đây biết đó, và mình có khá là nhiều kinh nghiệm để đi đường chỗ này chỗ kia, hầu như chỗ nào mình cũng biết. Thì ai qua đây cũng có nhiều tiền hết trơn á, mà mình thì có nhiều kinh nghiệm, mình đi đủ thứ chỗ hết á, mà được đi ra đường sớm mà đi chỗ này chỗ kia rất là thích. Mà leo cũng thích đi chung nữa mọi người, nên là coi xung quanh những cái khu lân cận của mình sẽ như thế nào và ra làm sao, khu nào ra gì chứ cái cách chỉ biết từ nhà đến trường và từ trường về nhà, hay từ nhà đến chỗ làm và từ chỗ làm về nhà là mình không có thích. Đi tới đâu là mình cũng phải dòm ngó. Beautiful Leo. This one around Rockville, I think on Georgetown. Georgetown, huh? Khá nhiều chỗ và chỗ nào cũng thấy nó đẹp hết mọi người ơi. Nay mình giao cũng phải mấy người á. Tesla. Oh my god. When I can buy the wheel from the Tesla, not the horn of the car, just the wheel. Cheaper. Chỉ mua được cái bánh xe của Tesla thôi mọi người ơi. Yeah. Không có mua được nhiều nha. Ta-da, ta-da. It's beautiful. Do you like go out like this or stay home watch TV? No, I tell you all the time, let's take me with you, let's go. Text me. You're so heavy, how I can text you? Well, you just say, Leo, let's go. Leo, let's go. And I would jump in the car and go. You always want to go by yourself. You never take me anywhere. Yeah, you know why? 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 I can flirt with another man like that. I know you flirt with another man. That's why I want to go with you. If you with me, how I can flirt another man? You just say, hey,
give him the money. I'll go with you. Take the money, honey. Leo lúc nào cũng nói là đi đi chung với mình á, để mình đi một mình á là mình cool trai. Tại mình cũng dạy trai á, mình sẽ cool trai. But the weather today beautiful, right? It is. Really nice, bà con ơi. Tranh thủ ra đường nếu có thể. Perfect. Perfect weather. Weather. I don't want to turn here. Yeah, I want to go straight. I hope I can go straight. Đi vòng vòng ra giao ra muốn á mọi người, đi vô mấy cái khu nhà người ta mà mình không có dịp giao thì mình không có biết đường là sẽ đi như thế nào, đi ra làm sao ha. Rất là vui. Baby shark da 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 da. Leo not happy. Leo tired. Not tired. Tired. Sick and tired. Sick and tired. So. So. This one now. So shower home. I kiss you home. If you're tired. No. It's different between tired and sick and tired. How different? Sick and tired means I've had it up to here. Up to here I've had it. People fly that Texas flag upside down, that's sad. Giờ mình đi lại một tiệm nail của cái chị Việt Nam. Chị lấy 7-8 bó là mọi người. Đi giao 1, 2, 3 chỗ rồi. Giờ chỗ này nữa. Chỗ lấy 2 bịch, chỗ lấy 1 bịch, chỗ này lấy 7 bịch. Nên mình đi chắc cũng 5 chỗ, đi vòng vòng. Sick and tired. What that mean? It means you're disgusted. Disgusting. Angry. With me? Pissed off. Sick and tired. With me? Oh yeah? Oh yeah, baby. Oh yeah? For longest time. A longest time. 6 years I've been sick and tired of you. Oh, good. 7 years now. Oh, this girl really nice, Leo. I think they have their park somewhere. We have a park on both sides. Really nice. Where we are now? Oh, they go to park. Đi vòng vòng sẵn cái mình thấy được đâu, cái mai mốt mình trở lại cái đó. That means we are go at the Fuller Road, Fuller 4. You tired of me? Huh? You got no money? Have we been in this road before? I think we did. I don't know. Yeah, this one go to Frederick. And one German car when we back, we across this road a lot. Germantown Road up here. Yeah. Đường này đi cũng khá nhiều lần rồi mọi người. That's the time we go to the Lockburg. And then we back here, or we go the temple. Yeah, we go to the temple and we back at this road. Oh, Leo can't remember. Leo can't remember shit. Oh yeah, I say that word. Leo can't remember shit. You owe me money, honey? Don't think so, but how can you remember? I already remind you. I owe you money. I owe you money. Troy, you owe me a lot. So now the time you pay me back. You got all my money, honey. Where your money? In the bank. In the bank, German cowboy. Oh.
giao cho mấy chị làm nail hả? Hai cả nhà ha, thì mình với lại Reo đi vô cái tiệm jewelry, là tiệm đồ trang sức ở Mỹ nè. Tiệm này lúc trước mình cũng có quay rồi, thì hôm nay vào những ngày lễ thì mình nghĩ là họ sẽ có những cái rút deal. Hello. Leo hungry. Mọi người, mình đi giao rau muống xong rồi mình đi ghé tiệm nữ trang nha mọi người. Sắm vàng, bây giờ là thời điểm vàng nó khá khuyến mãi. Và mua đeo chơi thôi mọi người. Đó, mấy cái chiếc nhẫn giống vậy nè. Rồi khi mà đồ của mình mua hồi trước xong rồi nó bị lâu ngày mình đeo á, cái nó bị ấy, cái xong rồi mình có thể đi làm lại. Đó. Leo đòi mua chiếc nhẫn mắc tiền hơn. So he won't pay 2000 out the door. Em nói thôi Leo ơi, để dành tiền để đầu tư đi Leo. Đi bán rau muống mà, nên là phải mua mấy cái hộp vàng bé bé, nói chung là vàng trắng nha mọi người. Rồi vàng đeo nhỏ nhỏ chơi đó. Vàng giống vậy nè đó. Nhưng mà khi mà mua vào những cái dịp lễ này mọi người, họ giảm giá rất là nhiều. Mọi người tranh thủ vô những cái mall hay là gì đó, họ giảm giá tới 60%. Nhiều lắm. Tùy theo là mọi người muốn thích cái nào thì đừng có mua mà lúc nó mắc. Hồi đó không biết qua cái là đi mua, nhưng mà bây giờ là mình nên mua vàng, mua kim cương á. Là những lúc mà, đó là cách tiết kiệm tiền á mọi người. Những lúc mà lễ á, là họ sẽ bán cho mình giá rất là, giống như giá rất là rẻ thôi. Giống như mình mua những cái viên đeo bông nhỏ nhỏ vậy nè, mình khá thích màu xanh nên mình hay mua màu xanh. Thì tổng thiệt hại cũng vài trăm đô mọi người. Đấy. Hôm qua với hôm nay là tổng thiệt hại cả ngàn đô. Nó có vàng trắng mà thường là 14 carat, 18 carat. Đi giao con uống xong rồi sẵn sắm vàng nha mọi người. So we going to sell the spinach but we buy the gold. Mọi người thấy không? À. Đeo những cái nhỏ nhỏ vậy thôi đó. Nhiều lắm mọi người ơi, đi vô tiệm là thấy mắt là ham tốn tiền. Mà lâu lâu mình mới mua thôi mọi người, lâu lâu mà có dịp lễ gì đó họ khuyến mãi thì mình mua thôi. Mua đeo chơi. Mình tiết kiệm nhưng mà lâu lâu mình cũng phải chăm sóc bản thân của mình. Nên là đây cũng là cách thì mọi người muốn mua mà tiết kiệm tiền á thì dành cho những người thích tiết kiệm thôi. Tụi mình có lý do là phải tiết kiệm là tại vì Leo phá sản vào năm 2019 á, thì những cái gì tụi mình tiêu xài là khá là tiết kiệm lại. Ăn uống hay là mua sắm thế này thế kia nọ, không có mua phung phí và lúc nào cũng mua đâu mọi người. Mua khi mà giảm giá hay là khuyến mãi hay là ngày lễ Tết gì đó. Nếu mà mọi người mới qua thì không có biết, nhưng mà nếu mà coi những cái video của mình á, thì mọi người sẽ thấy được là cái cách mà mình tiết kiệm tiền á, dành cho những người mới qua. Nếu mà mọi người thích á, thì có nghĩa là học để làm, để cách mình tiết kiệm ở cuộc sống xứ người. Mà nhiều khi á, mình coi những cái video clip của người ta, ca sĩ, diễn viên mà qua xứ người họ còn vất vả, nó cũng chỉ là mình là những người bình thường thôi. Chắc chắn kiếm đồng tiền rất là khó. Nếu mà những người may mắn thì có chồng giàu này kia nọ thì không nói rồi, nhưng mà lại tầm thường thế này thế kia nọ thì mình phải không, mình rất là thích cái màu xanh. Mình hay đeo màu xanh cái này, đeo màu xanh cái này và mua thêm cái này màu xanh nữa mọi người. Mê màu xanh lắm. Nên là mọi người nhớ là mua lúc lễ tới là July 4, Mother Day, Father Day, là những lễ cha, lễ mẹ, lễ độc lập của Mỹ á, là hàng nó giảm giá rất là nhiều luôn. Đừng có ten đi mua, nó rất là tốn tiền. Mình chỉ mua những thứ nhỏ nhỏ thôi, đơn giản thôi chứ cũng không quá là xa xỉ như mọi người. Chưa có kiểu là mua một cái mỗi thứ là so someone they spend a few thousand for earring, a few thousand for the charm. Yeah.
Tại vì thu nhập họ rất là khá, còn thu nhập của mình là tầm tầm thôi, nên là mình lụm những cái nhỏ nhỏ rẻ rẻ thôi. Chứ thấy gì dồn lại cũng là cả ngàn đô nha mọi người. Thì bây giờ mình đi giao một mối rau muống nữa rồi, xong rồi mình cho leo nhà mình ăn cái gì. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ video của mình và xem video của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.